Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, chào mừng kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ, vừa qua tại thị xã Sapa đã diễn ra chương trình gala giao lưu văn hóa Việt Ấn. Đây là một trong nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa gắn kết du lịch, phát huy sức mạnh mềm văn hóa trong công tác đối ngoại của tỉnh. Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trước hết là phần điểm tin, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 6, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp xã giao đoàn công tác nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Giáo sư Phun Nong Kuon Kham San, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào làm trưởng đoàn. Dự buổi tiếp có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, mong muốn các doanh nghiệp Lào đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Lào Cai, nhất là các dự án về lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thay mặt đoàn công tác, Phó Giáo sư Phụ U Nông Ao Kham San cảm ơn lãnh đạo tỉnh về sự đón tiếp trọng thị và tạo điều kiện tổ chức hội thảo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và công nghệ đảm bảo phát triển tại Việt Nam và Lào tại Lào Cai. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh Lào Cai và mong muốn hai nước nói chung, Lào Cai và một số tỉnh của Lào nói riêng sẽ có nhiều hơn các hoạt động hợp tác hữu nghị. Mặc dù có những ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, song đến nay các cặp cụm dân cư hai biên giới đã kết nghĩa, vẫn duy trì khá tốt mối quan hệ đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Ghi nhận tại huyện Mường Khương. Sau gần 20 ngày liên tục nắng nóng, ngày 13 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Khương đã có mưa khá to trong nhiều giờ, cùng sử dụng mạch nguồn từ đỉnh Xín Tẻn. Nên việc trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện những bất thường để có giải pháp sử dụng nước an toàn được người dân ở thôn Lao Trải, thị trấn Mường Khương và thôn Kết Nghĩa, Pao Mao Trải, xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thực hiện. Bên nước bạn là cũng trao đổi với mình là bảo bên dân bên mình là để ý xem cái đầu nguồn, cái nguồn nước nó có màu sắc thay đổi không, nếu có thay đổi thì báo lại bên cho các anh bên đấy để kiểm tra lại cái đầu nguồn. Bảo vệ môi trường, nguồn nước là một trong 7 nội dung được hai thôn Lao Trải của Việt Nam và thôn Pao Mao Trải của Trung Quốc thống nhất đưa vào biên bản trong ngày ký kết nghĩa. Từ đó đến nay, ngay cả khi xuất hiện đại dịch COVID-19, mối quan hệ đoàn kết giữa hai thôn vẫn được duy trì hiệu quả. Thị trấn Mường Khương cũng có bàn bạc với bà con nhân dân của thôn Lao Trải tiếp tục duy trì cái mối quan hệ qua các cái mạng Zalo, trao đổi cái về việc phát triển kinh tế cũng như là kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và cây con giống để xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Chúng tôi cũng rất là mừng là bà con có cái điện thoại cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin để giúp chúng tôi bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc. Trong tổng số 6 cặp cụm dân cư kết nghĩa dọc tuyến biên giới của tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, huyện Mường Khương có 4 cặp. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, huyện đã cử đoàn đại biểu sang hội đàm với huyện Hà Khẩu và huyện Mã Quan của nước bạn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất. Cùng nhau làm tốt cái công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, trong đó cái bảo vệ nguồn nước rất là quan trọng đã được đưa vào trong cái biên bản ghi nhớ. Cái mô hình cặp cụm biên giới sẽ tiếp tục được Đảng bộ chính quyền huyện Mường Khương quan tâm và sẽ cùng với phía bạn phấn đấu đẩy lên một cái tầm cao mới. Nó sẽ tốt đẹp hơn và ổn định hơn. Mặt hàng nông sản của hai địa phương sẽ kết nối và sẽ giao thương được tốt hơn và sẽ tăng được cái giá trị trên một hectare canh tác. Tuy chỉ ở cấp thôn bản, song nhân dân hai bên biên giới đã xây dựng và duy trì được mối quan hệ đoàn kết để cùng nhau phát triển. Đó cũng là quan điểm và đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới. Trong tháng 6, Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức khai mạc trại hè tiếng Anh Access. Tham gia trại hè có trên 100 học sinh Access, giáo viên, chuyên gia Anh ngữ và nhân viên Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ từ Việt Nam, Lào, Campuchia cùng các học sinh, sinh viên tỉnh Lào Cai. Đây là năm thứ hai trại hè tiếng Anh được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay trại hè diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng cộng đồng trên Facebook, tập huấn kỹ năng cho học sinh và giáo viên, tìm hiểu bản sắc văn hóa cộng đồng.
Khi em tham gia chương trình này thì em cảm thấy nó rất ý nghĩa và bổ ích cho em. Tại đây thì em sẽ cố gắng cải thiện tiếng Anh của mình và học tập các kỹ năng mới cũng như là giao lưu nền văn hóa của các nước với nhau. Năm ngoái tại Quảng Bình, trại hè được thực hiện với các dự án về phát triển cộng đồng. Năm nay tại Lào Cai, chương trình tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo quản lý. Trở về, các bạn đóng góp vai trò là các nhà lãnh đạo đóng góp cho các lớp học Excel của mình, cộng đồng của mình. Chương trình do học bổng Excel của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Tại Lào Cai, chương trình học bổng Excel đã tổ chức một lớp tiếng Anh miễn phí cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số từ năm 2022. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có 201 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong số đó có 70 lao động thuộc 4 huyện nghèo, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore. Người lao động tại các huyện nghèo còn được hưởng nhiều chế độ ưu tiên như được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng hỗ trợ người dân vay vốn xuất khẩu lao động, tổng doanh số cho vay trên 17 tỷ đồng với 512 lượt khách hàng được tiếp cận vốn vay. Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu giải quyết việc làm cho 61.000 lao động, trong đó có 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, chào mừng kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ. Vừa qua tại thị xã Sapa đã diễn ra chương trình gala giao lưu văn hóa Việt-Ấn, sự kiện khai mạc cho kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9. Đây là một trong nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa gắn kết du lịch, phát huy sức mạnh mềm văn hóa cho công tác đối ngoại của tỉnh. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Ấn Độ bắt nguồn từ sự giao thoa về văn hóa, tôn giáo và giao thương giữa nhân dân hai nước. Với truyền thống tốt đẹp đó, hai đất nước đã chia sẻ rất nhiều giá trị chung về văn hóa, đặc biệt là lòng yêu nước, nhân văn, yêu chuộng hòa bình ngày càng được gắn kết chặt chẽ bởi lý tưởng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Chương trình giao lưu văn hóa lần này tại Sapa đã thể hiện những đặc trưng của hai nền văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đã cho thấy nét đẹp của văn hóa truyền thống giữa hai quốc gia đậm đà sắc màu, thể hiện giá trị nền tảng trong việc coi trọng văn hóa truyền thống là tài sản quý giá và được ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong các chương trình ngoại giao văn hóa. Thị xã Sapa là địa điểm du lịch nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đây là lần thứ hai liên tiếp Sapa được chọn là địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Lào Cai với sự góp mặt của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Sự kiện lần này cũng đánh dấu việc hình thành sản phẩm du lịch mới của thị xã Sapa mang tên Du lịch chữa lành, là sản phẩm du lịch kết hợp phương pháp luyện tập yoga và tri thức bản địa về chăm sóc sức khỏe nhằm phục hồi nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần cho con người. Bà con các dân tộc thị xã Sapa thì cũng có rất nhiều những món ăn bài thuốc và nó rất tốt cho sức khỏe. Thì từ những cái yếu tố về văn hóa, ẩm thực, từ những yếu tố về điều kiện khí hậu tự nhiên và thổ nhưỡng cũng như là những cái lợi ích trong cái việc luyện tập yoga thì chúng tôi cũng đã nghĩ rằng đây sẽ là một cái địa phương lý tưởng để áp dụng bộ môn yoga trở thành một trong những sản phẩm chữa lành để thu hút khách du lịch đến với thị xã Sapa. Yoga có nghĩa là sự hợp nhất, là một nghệ thuật rèn luyện thể chất tinh thần và tâm linh cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ, tượng trưng cho sự hợp nhất của thân, tâm, trí. Nhận thấy sức hấp dẫn rộng rãi của bộ môn này, vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 6 là Ngày Quốc tế Yoga. Ngày Quốc tế Yoga nhằm mục đích nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về nhiều lợi ích của việc luyện tập yoga. Hiện nay, phong trào luyện tập yoga được nhiều người hưởng ứng và tích cực tham gia tập luyện, từ trẻ nhỏ đến những người lớn tuổi, thể hiện tinh thần Ngày Quốc tế Yoga và tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đã có 500 yogis đến từ 28 câu lạc bộ yoga trong nước và quốc tế góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện. Để chúng tôi rất vui mừng và cảm nhận thế là cái yoga của Việt Ấn nó rất tốt cho tất cả mọi người trên thế giới. Để chúng ta cố gắng ai cũng thế rèn luyện yoga để nó rèn luyện sức khỏe.
Yoga là phương pháp tập luyện dựa trên sự kết hợp hài hòa của tâm, thân, trí nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho con người. Việc đăng cai tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai là hoạt động nhằm góp phần lan tỏa tinh thần luyện tập bộ môn yoga, được biết đến là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, niềm tự hào của đất nước Ấn Độ. Cá nhân tôi thì mới đến Việt Nam được 7 năm và tôi vô cùng ấn tượng với sự nổi tiếng của bộ môn yoga tại đất nước của các bạn. Nó có thể là đi đúng hướng nhận thức của người Việt Nam về việc giữ gìn sức khỏe tốt, thân hình cân đối và cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về việc chúng ta duy trì sức khỏe cũng như là sự thịnh vượng của cá nhân giúp thúc đẩy cho phát triển đất nước nói chung và có thể nói là yoga đã mang đúng tinh thần đó. Có thể nói, công tác ngoại giao thông qua các sự kiện văn hóa thể thao, xúc tiến du lịch được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú ở Lào Cai, cũng như tại các địa phương trong cả nước thời gian qua, đã tạo nên sức hút với du khách và các nhà đầu tư quan tâm tới Lào Cai. Qua đó, càng tạo động lực để các ngành chức năng của tỉnh tăng cường các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, để di sản trở thành nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội bền vững, tiếp tục các hoạt động hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine trong lĩnh vực văn hóa thể thao. Trong đó, tập trung xây dựng bảo tàng tỉnh Lào Cai trở thành điểm du lịch quy mô cấp vùng, nơi cung cấp các nguồn tư liệu phục vụ hoạt động học tập, giao lưu về lịch sử văn hóa, quảng bá giá trị thiên nhiên, lịch sử văn hóa của địa phương, xây dựng sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm, xây dựng các ấn phẩm về văn hóa, vùng đất con người Lào Cai, làm quà tặng cho các đoàn khách quốc tế, làm cơ sở dữ liệu cho các nhà đầu tư nghiên cứu đặc điểm vùng đất, văn hóa và người Lào Cai. Tiếp tục mối quan hệ ngoại giao về văn hóa, thể thao và du lịch của nước bạn Trung Quốc qua nhiều hoạt động phong phú, vừa tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua các hoạt động ngoại giao. Chúng ta đã có những cái sản phẩm hợp tác là một tour du lịch hai quốc gia, 6 điểm đến và được các cái cơ quan tham mưu của hai bên rất quan tâm để đưa cái sản phẩm này trở thành những cái sản phẩm mẫu của Việt Nam. Thế và cái sản phẩm này khi bắt đầu đưa vào hoạt động thì cũng đã thu hút được cái sự quan tâm của doanh nghiệp cả phía Vân Nam Trung Quốc cũng như của Việt Nam. Thế rồi chúng ta có những cái sản phẩm như là một vòng đua hai quốc gia. Đây là cái sự hợp tác về thể thao. Đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là rất cần phải được tiếp tục khôi phục, phát huy và đẩy mạnh trong thời gian tới. Với vị trí là tỉnh biên giới, là cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Vân Nam Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam, có sự đa dạng văn hóa, gồm 25 nhóm ngành dân tộc sinh sống và đa dạng sinh thái. Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn xác định ngoại giao văn hóa là một trụ cột, góp phần tạo nên chính sách ngoại giao toàn diện của tỉnh nhà. Các hoạt động ngoại giao văn hóa luôn đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, được xem là điểm sáng về đối ngoại văn hóa ở vùng biên giới. Thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao, du lịch đã tích cực quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người và văn hóa của Lào Cai. Đa dạng các hình thức quảng bá giới thiệu vẻ đẹp văn hóa con người Lào Cai, gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư, tạo thêm nhiều động lực, dư địa cho sự phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh các hoạt động về giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường các mối quan hệ nhân dân thì còn xúc tiến các cái chương trình qua các đại sứ để giới thiệu các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư tìm đến với Lào Cai và cũng là những cơ hội và qua các đại sứ trong các chuyến thăm đến với Lào Cai thì cũng mang đi những cái hình ảnh tốt đẹp về con người, cảnh quan thiên nhiên và qua đó thì cũng quảng góp phần quảng bá cái sản phẩm du lịch cũng như địa phương Lào Cai đến với lại bạn bè các nước ngày càng nhiều hơn. Và cũng qua đó thì cũng thể hiện cái môi trường đầu tư cũng như là những cái điều kiện thuận lợi của Lào Cai để góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư đến với Lào Cai. Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện, ngoại giao văn hóa luôn giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của tỉnh. Ở giai đoạn mới, nội dung, phương thức, các chính sách đối ngoại văn hóa cũng sẽ cần được đổi mới, linh hoạt và sáng tạo để phù hợp với bối cảnh mới. Tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế tại Lào Cai. Đầu tư nguồn lực cho tổ chức các hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất để phát triển Lào Cai trở thành một trung tâm nghiên cứu, giao lưu văn hóa của khu vực.
đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá văn hóa. Trước mắt trong năm 2023, tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, Ngày Văn hóa Pháp, Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai, xây dựng các ấn phẩm quảng bá về vẻ đẹp văn hóa con người Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.